Còn bên đây là những cái cây dưa leo. Dưa leo của mình ươm từ hạt. Và đây là những cái chậu mà hạt giống mình đã ươm xong nè các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tranh thủ có một chút xíu thời gian rảnh thì mình ra đây mình chuẩn bị mình ươm thêm một số hạt giống để chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới đó các bạn. Thì mời các bạn cùng xem nha. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái bao đất. Thì cái bao đất này là để dành riêng cho ươm hạt đó các bạn. Thì sử dụng cái bao đất này thì hạt của mình nhanh nảy mầm hơn. Tại nó dành riêng cho mình ươm hạt giống đó các bạn. Thì để mình quay gần lại nha. Thì đây là cái hiệu nè. Thì các bạn có thể tìm thấy được những cái bao đất này ở Home Depot hay là Lowe's gần nhà các bạn đó. Thì mình ra đó mình mua, thì mua cái hiệu này cũng được, hoặc là giống như cái hiệu lần trước, cái video trước của mình có làm thì là cái hiệu khác, nhưng mà nó cũng là một loại đất để cho mình ươm hạt giống đó các bạn. Và bên đây là mình sẽ có một cái bình nước để mình nước uống đó. Thì mình sẽ sử dụng nước này thì nó có ít chất tẩy, thì sẽ giúp cái hạt giống của mình nó dễ phát triển hơn đó các bạn. Thì những cái này là mình học được từ một cái chị người Mỹ, chỉ trồng cây và chỉ có làm YouTube, thì mình học từ chị đó. Và đây là những cái hạt giống. Hạt giống hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn, chỉ chút xíu mình ươm. Thì mấy cái hạt giống này là mướp táo. Cái này là mướp táo mình mua của một người bạn bán hạt giống Việt Nam. Đây là mướp táo ha. Và đây là bí dứa. Nhưng mà trên cái hình này nó để là hạt giống bầu tròn gì đó, nhưng mà thật ra nó là bí dứa đó. Thì nghe nói là cái bí này ăn rất là thơm, thì mình mua mình trồng thử. Còn ở đây là bầu thiên nga. Mình cũng trồng thử cái bầu thiên nga luôn, coi nó đẹp giống cái con thiên nga hay không. Đây cái hình thì cũng giống bầu thiên nga ha. Và đây là bầu hồ lô. Thì cái gói hạt bầu hồ lô này là mình mua ở chợ Home Depot, họ có bán cái hạt này. Và phía sau có hướng dẫn cho mình cái cách trồng. Thì bầu hồ lô là khoảng 110 đến 130 ngày thì mình sẽ thu hoạch được ha. Thì nó sẽ nói là mình gieo, mình ươm cái hạt này lại dưới đất là khoảng nửa inch. Mình bỏ xuống đất khoảng nửa inch lúc mà mình gieo hạt đó. Và phía dưới này nè là hướng dẫn cho mình trồng ở phía sau ở vườn á, ở phía ngoài á. Thì đây là những cái tháng mà những cái tiểu bang nào mình có thể trồng được ở ngoài luôn. Thì hôm nay mình sẽ ươm những cái hạt này là mình ươm mình để trong nhà cho nó ấm, để cho nó nhanh nảy mầm. Còn các bạn nào mà muốn ươm hạt ở ngoài trời luôn á thì mình sẽ đợi đến khi trời nào ấm hơn thì mình mới gieo nha. Còn bây giờ là ở ngoài trời thì nó cũng chưa có ấm cho lắm. Hôm nay là mình ươm những cái hạt này là mình ươm trong nhà. Rồi sau khi mà hạt nảy mầm á thì mình sẽ để ra ngoài trời cho nó, ngoài ánh nắng đó, cho nó phát triển. Rồi khi nào mà ngoài trời mà nó ấm lên rồi thì mình sẽ đem những cái cây con của mình ra đó mình trồng nha. Thì ở đây mình có những cái cây này nè, là mình mua ở chợ một đồng đó. Thì để mình để tên để cho phân biệt được cái hạt nào, tại mình ươm một lần nhiều quá thì không có nhớ nổi được cái cây nào là của cái hạt nào. Và bên đây là những cái chậu mình để mình ươm hạt. Thì mấy cái này là những cái chậu mà năm ngoái mình mua cây con đó, thì mình để dành. Còn cái này á, thì mình có thể mua được ở trên Amazon. Thì mấy cái chậu ươm hạt này là loại nhỏ ha. Nếu mà mình sử dụng cái chậu nhỏ thì mình tiết kiệm được cái đất này hơn. Cái đất ươm hạt này nè, một bao nhỏ xíu thì giá của nó là 5-6 đồng rồi. Nên mình sẽ ươm vô cái chậu nhỏ như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được, đỡ đất hơn. Rồi khi nào mà cây mình nó nảy mầm rồi đó thì mình
và cũng mạnh hơn, thì mình sẽ chuyển qua cái chậu to hơn một chút xíu, thì mình sẽ sử dụng cái đất khác, thì cái đất loại khác thì nó rẻ tiền hơn cái đất loại này ha. Thì đó cũng là cái lý do mà mình sẽ sử dụng cái chậu nhỏ này, thì nó sẽ tiết kiệm được một số cái đất mà ươm hạt. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình ươm mấy cái hạt giống của mình nha các bạn. Thì trước tiên hết mình sẽ tháo cái bọc đất này ra, mình đổ ra cái chậu một cái thao nào đó đó, đổ ra cái thao này, xong mình sẽ để nước vô cho nó thật ẩm ha. Và đây là cái hộp đất mà mình đã trộn với nước nè, thì bây giờ nó đã ướt ẩm rồi đó các bạn. Thì lúc các bạn phi đất vô thì các bạn ấn nó xuống cho nó chặt một chút xíu ha. Xong mình lắp thêm một lớp nữa, chút xíu mình để hạt vô, và mình sẽ để một lớp đất mỏng ở phía trên đó các bạn. Thì cũng như lúc nãy mình đã nói đó, tại sao mình sử dụng một cái chậu nhỏ như vậy nè để mình ươm hạt, thì tại vì cái đất mà ươm hạt đó các bạn, thì cái bao đất đó là khoảng 5-6 đồng mà có chút xíu thôi, thì mình muốn tiết kiệm á, thì mình sẽ sử dụng một cái chậu nhỏ như vậy nè. Thì lúc mà mình ươm hạt nó nảy mầm rồi đó, thì mình sẽ sang cái chậu to hơn, thì lúc đó mình sẽ sử dụng đất loại khác thì sẽ tiết kiệm hơn, tại cái đất loại mà để dùng trong chậu á thì nó sẽ rẻ tiền hơn cái loại này nha. Một bao của nó rất là lớn thì mình trồng được nhiều hơn. Để mình lấy cái, thay vì là mình để trong cái chậu này nè, cái chậu to này nè, thì cái đất của mình á sẽ hao hơn, thì mình sử dụng cái nhỏ hơn như vậy thì mình tiết kiệm được những cái đất mà để ươm hạt đó các bạn. Thì đó là lý do tại sao mình sử dụng cái nhỏ, thay vì mình để sẵn qua cái bự luôn luôn thì nó sẽ tốn đất hơn ha. Thì sau khi mà cái cây của mình đã nảy mầm rồi, nó đã mạnh rồi, thì mình sẽ chuyển nó qua cái chậu lớn hơn nè, thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái loại đất khác, nó rẻ tiền hơn một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình ươm cái hạt bầu hồ lô nha các bạn. Đây là những cái hạt giống bầu hồ lô. Mình sẽ bỏ xuống đây. Mình cứ gieo xuống đây, là không biết mình để theo dọc ngang gì không biết, nhưng mà khoảng nửa inch các bạn có thể để như vậy nè. Để hướng nào cũng được. Xong rồi mình sẽ lấy một cái cây. Sau khi các bạn đã bỏ những cái hạt vô đây nè, thì mình sẽ lấy một cái cây hay là một chiếc đũa gì đó, mình sẽ ấn hạt xuống khoảng nửa inch ha. Sau mình sẽ lắp một lớp 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 đất mỏng lên phía trên ha. Khi mình đã ấn hạt xuống rồi thì mình sẽ lấy một lớp đất mình rải lên phía trên nha các bạn, lắp lên phía trên.
Thì sau khi mình đã bỏ hạt giống xuống đất xong rồi thì mình sẽ gắn một cái tag, gắn cái tên lên để cho mình biết được cái tên đây, những hạt giống này của mình là của loại nào đó các bạn. Tại vì mình gieo là nhiều, một lần nhiều loại nên mình sẽ để cái cây này có tên nè để mình phân biệt ha. Giờ mình sẽ gieo hạt bầu dài, hạt bầu dài. Mình cũng để lên. Bỏ mấy hạt của mình vô đây. Đảo rỡ một cái. Rồi mình sẽ lấy cái cây này mình ấn xuống ha. Cũng không, khoảng nửa inch thôi. Xong rồi mình lớp, để một lớp đất mỏng ở phía trên. Mình che lại cái hạt. Vậy là xong rồi đó các bạn. Mình sẽ gắn cái cây lên. Và đây là những hạt dưa gang nè các bạn, thì mình sẽ ươm dưa gang luôn. Thì dưa gang các bạn có thể ươm một ô, vậy là khoảng 3 hạt cũng được. Vì hạt dưa gang nó nhỏ xíu à. Thì sau khi mình đã gieo hạt xong thì mình sẽ đem vô nhà nha các bạn. Thì tại trong nhà mình có mở máy hít đó thì nó sẽ ấm hơn, thì mình sẽ đem vô nhà để mình ươm cho những cái hạt này nó nảy mầm nha các bạn. Và đây là những cái chậu mà hạt giống mình đã ươm xong nè các bạn.
thì chút xíu mình sẽ đem vô trong nhà ha, thì tại vì trong nhà nó ấm hơn đó, thì sẽ giúp hạt mau nảy mầm hơn. Thì sau khi mà hạt đã nảy mầm rồi thì các bạn sẽ kiếm một cái chỗ nào đó gần cửa sổ, thì mình sẽ để những cái chậu này của mình gần cửa sổ để cây của mình nó phát triển đó các bạn. Thì khi nào mà ở ngoài trời ấm lên thì các bạn sẽ đem ra ngoài vườn mình trồng nha. Và đây là những mà cây ớt hôm trước mình có gieo thì cũng được chắc khoảng 4 tuần rồi đó các bạn. Thì nó mọc lên được như thế này nè. Thì ở đây nó có một cây nó đã ra cái lá chín rồi. Và phía dưới này là những cái cây cà chua. Thì mình cũng thấy ở đây là cái cây cà chua này nè. Nó ra được 2 cái lá chín rồi đó các bạn. Trên đây là cái chậu này là cà tím. Để mình coi thử. Cà tím ha. Còn bên đây là dưa hấu. Dưa hấu này nó cũng mọc được mấy cái lá chín. Còn bên đây là những cái cây dưa leo. Dưa leo của mình ươm từ hạt đó các bạn. Thì mình ươm khoảng đâu mình cứ để ngày là khoảng ngày 15 tháng 1 đó, thì khoảng gần 1 tháng rồi thì nó ra được những cái lá lá chín luôn đó các bạn, phát triển rất là tốt luôn. Đây là những cái cây dưa leo. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thích cái video này thì nhấn nút like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh để theo dõi thêm những video tiếp theo của mình nha. Chúc các bạn thành công. Bye bye.